ở trước tòa sư tử của vua có các khối châu báu vàng bạc lưu ly li, mani chân châu san hô hổ phách kha bối bích ngọc y phục chuỗi ngọc và các thức ăn uống vô lượng vô biên đủ thứ đầy dẫy. lại thấy vô lượng trăm ngàn vạn ước xe báu tốt đẹp trăm ngàn vạn ước chư thiên kỹ nhạc trăm ngàn vạn ước các rượu hương trời trăm ngàn vạn ước thuốc thang và đồ tư xanh tất cả như vậy thảy đều chất quý tốt đẹp vô lượng bò sữa móng sừng màu vàng thật, vô lượng ngàn ước người nữ đoan tránh, dùng trên đàn thượng diệu để thoa thân, y trời chuỗi ngọc đủ thứ trang nghiêm tinh thông sáu mươi bốn nghề, việc đời lễ tiết thảy đều hiểu biết, tùy tâm chúng sinh mà thí cho, bên là ngã tư đường đều để tất cả đồ tư xanh bên mỗi lề đường đều có 20 ức Bồ Tát đem các vật đó thí cho chúng sinh. Vì muốn nhiếp khắp chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh hoan hỉ, vì khiến cho chúng sinh hớn hở, vì khiến cho chúng sinh tâm được thanh tịnh, vì khiến cho chúng sinh được mát mẻ. Vì diệt phiền não của chúng sinh Vì khiến cho chúng sinh biết tất cả nghĩa lý Vì khiến cho chúng sinh vào được đạo nhất thiết trí vì khiến cho chúng sinh bỏ tâm oán địch, vì khiến cho chúng sinh lìa thân lời ác vì khiến cho chúng sinh rất trừ được các tà kiến vì khiến cho chúng sinh tịnh các nghiệp đạo bấy giờ thiện tài đồng tử năm thẻ sát đất đảnh lễ vua đại quang cung kính đi nhiễu bên phải trải qua vô lượng vòng chắp tay đứng mà bạch rằng đức thánh con trước đã phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề mà chưa biết bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh làm thế nào tu bồ tát đạo con nghe đức thánh khéo dạy dỗ xin hãy vì con mà nói Bấy giờ vua Đại Quang bảo rằng, thiện nam tử ta tịnh tu chẳng hạnh Bồ Tát Đại Từ, ta đầy đủ chẳng hạnh Bồ Tát Đại Từ. Thiện nam tử ta ở chỗ các đức Phật, nhiều vô lượng trăm ngàn vạn ức cho đến bất khả thuyết, bất khả thuyết thưa hỏi Pháp này, suy ngẫm quán sát tu tập trang nghiêm. Thiện nam tử ta dùng pháp này làm vua, dùng pháp này giáo huấn, dùng pháp này nhiếp thọ, dùng pháp này tùy theo thế gian, dùng pháp này dẫn dắt chúng sinh, dùng pháp này khiến chúng sinh tu hành, dùng pháp này khiến chúng sinh hướng nhập, dùng pháp này ban cho chúng sinh phương tiện, dùng pháp này khiến chúng sinh huân tập. Dùng pháp này khiến chúng sinh khởi hạnh, dùng pháp này khiến chúng sinh an trụ, suy ngẫm tự tánh các pháp. Dùng pháp này khiến chúng sinh an trụ tâm từ, dùng từ làm chủ đầy đủ sức từ. Như vậy khiến cho trụ tâm lợi ích, tâm an lạc, tâm ai mẫn, tâm nhiếp thọ, tâm thủ hộ chúng sinh không xả lìa, tâm cứu khổ chúng sinh không ngừng nghỉ.